đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Lũ trên sông Hồng lên nhanh, Hà Nội tập trung ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động từ hoàn lưu sau bão số 3, Yagi, các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc đang chịu một đợt mưa lớn và lũ trên các sông dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi. Đêm ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cấp, các ngành, căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động kiểm tra, ra soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đề, phương án ứng phó với mưa lũ, theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý, tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông, trên sông, biết để chủ động phòng tránh bảo đảm an toàn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến người dân, ở tại các khu vực có nguy cơ cao, Đặc biệt là các vùng ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ lũ rừng ngang bằng nhiều hình thức để thông báo, cảnh báo người dân, tăng cường tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền đến từng tổ chức, hộ gia đình, tổ chức trực ban ứng trực 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bố trí cán bộ trực ban 24 trên 24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, theo dõi sát sao các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ kịp thời báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố khi có sự cố tình huống bất ngờ duy trì liên lạc thường xuyên với các địa phương đơn vị để nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra duy trì lực lượng ứng cứu nhanh sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra kiểm tra bảo dưỡng phương tiện trang thiết bị cứu hộ cứu nạn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội công an y tế để ứng cứu kịp thời hiệu quả chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin về việc xả lũ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn lũ lớn trên các tuyến sông kịp thời thông báo cho người dân ở những vùng thấp trũng có khả năng bị ngập hoặc có nguy cơ bị sạt lở biết để chủ động phòng tránh không để người dân đến những khu vực bị ngập có nguy cơ sạt lở chủ động ra soát sẵn sàng các phương án sơ tán người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết xác định các khu vực nguy hiểm khu vực có địa hình trũng thấp dễ xảy ra ngập sâu cô lập khu vực sát bờ sông nguy cơ sạt lở nguy hiểm khu vực bãi giữa sông hồng lên danh sách các hộ dân cần sơ tán chuẩn bị các điểm sơ tán an toàn đảm bảo đủ chỗ ở lương thực nước uống thuốc men cho người dân hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình thao tác khi có lệnh sơ tán kiên quyết triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn đối với người dân phân công cán bộ phụ trách từng khu vực hộ gia đình cần sơ tán đảm bảo không bỏ sót người dân yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công trên sông ven sông các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người phương tiện thiết bị và công trình giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản sản xuất nông nghiệp nơi bãi sông chủ động thu hoạch hoa màu ở những vùng bãi thấp trũng có nguy cơ ngập lũ thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đò ngang đò dọc các phương tiện nổi trên sông để đảm bảo an toàn cho người phương tiện cần thiết tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn có phương án bảo vệ tài sản kho tàng hàng hóa của nhà nước và nhân dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lũ di chuyển chất dễ cháy nổ hóa chất độc hại ra khỏi vùng bãi sông đảm bảo an toàn về điện tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư phương tiện sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo đúng quy định của luật đê điều và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thông tư số 01-2009-TT-BNN ngày 6 tháng 1 năm 2009. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án hiệp đồng với các lực lượng chức năng của thành phố để triển khai các biện pháp phòng, chống lũ và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, hỗ trợ công tác di rời, cứu hộ, cứu nạn người dân tại các khu vực nguy hiểm tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và tài sản, hướng dẫn điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát, sẵn sàng triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, cầu qua sông, kịp thời xử lý sự cố, kiên quyết ngăn chặn hoạt động của những phương tiện giao thông thủy không đảm bảo an toàn kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền và hoạt động tại các bến cảng khu neo đậu để đảm bảo an toàn về người và phương tiện giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra ra soát hệ thống đê điều kè cống trạm bơm các công trình phòng chống lũ khác đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả kiểm tra kỹ thuật đánh giá hiện trạng khả năng chịu lực của hệ thống đê điều kè sửa chữa, gia cố ngay những vị trí sung yếu, hư hỏng, kiểm tra bảo dưỡng các trạm bơm, cống, đảm bảo vận hành tốt khi cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, nhân lực để xử lý sự cố đê điều, kè, kiện toàn các đội xung kích kiểm tra đê điều, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, các công trình thủy lợi. Tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công điện này và công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế kịp thời báo cáo đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những vấn đề đột xuất phát sinh vượt thẩm quyền giám đốc sở công thương ra soát phương án bảo đảm cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân đặc biệt là tại các khu vực bị ảnh hưởng chia cắt bởi mưa lũ tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường ngăn chặn tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý sẵn sàng phương án hỗ trợ các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bị thiệt hại do mưa lũ phối hợp với các đơn vị liên quan để vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến các vùng bị cô lập, khó khăn. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra soát, thống kê các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng phương án hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ các đối tượng này trong và sau mưa lũ, kịp thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tinh thần cho người dân khi có tình huống xảy ra. Giám đốc Sở Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu vực có nguy cơ cao và các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, vật tư y tế, hóa chất xử lý môi trường để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tổ chức các đội y tế lưu động, sẵn sàng khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong và sau mưa lũ. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung toàn bộ nhân lực trang thiết bị khẩn trương triển khai ngay giải tỏa cây đổ cành gãy xử lý thu dọn cây đổ cành gãy dựng lại cây trồng thay thế và dọn vệ sinh kiểm tra giả soát các công trình xây dựng nhà ở hạ tầng kỹ thuật đặc biệt tại các khu nhà tập thể cũ ở khu vực có nguy cơ cao sẵn sàng lực lượng phương tiện để hỗ trợ di rời người dân tài sản tại các khu vực nguy hiểm bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân giám đốc sở thông tin và truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình mưa lũ chỉ đạo các nhà mạng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và ứng phó mưa lũ cung cấp thông tin kịp thời chính xác về tình hình mưa lũ các biện pháp phòng tránh ứng phó đến người dân thông qua các kênh truyền thông đại chúng và mạng xã hội xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật gây hoang mang dư luận tổng công ty điện lực hà nội ra soát kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện Đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án cắt điện khẩn cấp khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân, sau đó khôi phục trong thời gian nhanh nhất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để khắc phục sự cố điện do mưa lũ gây ra, trong đó ưu tiên không để ảnh hưởng đến các trạm bơm tiêu thoát. Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Trưng Dương. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Bão Yagi, các nhà máy thủy điện đang xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Sở Giao thông Vận tải thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương từ 8 giờ 30 ngày 10 tháng 9. Theo đó, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn có nhu cầu đi qua cầu Trưng Dương lưu thông trên các cầu Thanh trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc, các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao. Đồng thời theo dõi đánh giá tình hình giao thông đi lại trên các tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh, tổ chức giao thông cho phù hợp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Long Biên chỉ đạo lực lượng công an quận, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận. Cảnh sát giao thông Hà Nội cứu 3 người trên tàu bị lật giữa sông Hồng. Vào lúc 10 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phát hiện một phương tiện thủy bị chìm tại đoạn sông Hồng, thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Ngay khi nhận được thông tin, đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và cứu hộ. Đội cảnh sát đường thủy số 2 đã điều động một xuồng và một tàu cao tốc để nhanh chóng tiếp cận hiện trường và phối hợp tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với trạm quản lý đường sông để đặt phao báo hiệu, điều tiết và hướng dẫn phân luồng, đảm bảo các phương tiện thủy lưu thông an toàn qua khu vực vào thời điểm tàu bị chìm. Ba người trên tàu đã kịp thoát ra ngoài nhưng bị mắc lại tại các mô đất ven sông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai mũi cứu hộ bằng cách lội bộ ra các mô đất và sử dụng lưới để quay nhằm ngăn chặn các nạn nhân bị trôi. Sau quá trình cứu hộ, cả ba nạn nhân đã được giải cứu an toàn. Theo xác minh ban đầu, phương tiện bị chìm có số đăng ký ND3928. Ba người trên tàu gồm anh TND, người điều khiển phương tiện, anh TAZ và anh HVC đều trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Theo lời kể của các nạn nhân, vào sáng ngày xảy ra sự cố, phương tiện chở cát đang đi xuôi dòng sông Hồng. Khi đến khu vực phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, do mực nước sông Hồng tăng cao và sóng to, anh Dê đã cố gắng neo đậu phương tiện để tránh tai nạn, nhưng không may đã gặp sự cố. Hiện tại, đội cảnh sát đường thủy số 2 đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Nước lũ cuồn cuộn tràn về, Hà Nội ban hành lệnh báo động lũ. Mưa nước sông Hồng khu vực Hà Nội bắt đầu dâng cao, toàn bộ bãi giữa dần chìm nghỉm dưới làn nước, còn người dân ở gần bờ phải di chuyển ở nhiều nơi khác. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Yagi, các nhà máy thủy điện đang xả lỗ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao dòng chảy xiết. Tại khu vực cầu Long Biên, nước sông dâng cao kỷ lục. Hình ảnh này hiếm khi xuất hiện trong nhiều năm trở lại đây. Dòng nước chảy xiết bên mố trụ cầu có thể nhìn thấy khá rõ. Dự báo nước sông Hồng tại Hạ Lưu sẽ còn lên cao hơn nhiều nữa. Bãi giữa sông Hồng nên người dân trồng nhiều loại cây rau quả đang dần chìm nghỉm trong nước. Các ngôi nhà dưới bãi sông Hồng đã ngập sâu trong nước. Tại bãi Phúc Xá, dãy trọ bên ngoài đã ngập nặng. Người dân hô hoán nhau di chuyển đồ đạc từ đêm qua khi nước tiếp tục dâng. Ngồi trong căn nhà cách bờ sông 20m sắp bị nước tràn vào, bà Nguyễn Thị Lan cho biết đồ đã thu dọn xong, nếu ngập sâu hơn, bà sẽ chuyển đi nơi khác ở. Tôi làm ở chợ Long Biên, chợ trong khu vực này hơn 10 năm nay, chưa khi nào thấy nước dâng cao đến vậy. Những lần ngập nước chỉ đến mép đường bao bên ngoài là rút, bà cho biết. Nhiều căn nhà đã đóng cửa, người dân di chuyển đi ở nhờ từ đêm hôm trước. Sáng ngày 10 tháng 9, chính quyền đã huy động lực lượng cứu hộ giúp đỡ bà con các phường thuộc quận Ba Đình hoàn kiếm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Dự báo từ nay tới mai, lũ trên sông Hồng lên nhanh sẽ đạt mức báo động 2. Hiện tại, nhiều khu vực ven sông Hồng của Hà Nội đã xảy ra ngập lụt, người dân phải khẩn cấp di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động từ hoàn lưu sau bão số 3 Yagi, các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc đang chịu một đợt mưa lớn và lũ trên các sông dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi. Hiện nay, lũ trên sông Thao tại thành phố Lào Cai đang xuống chậm, tại Bảo Hà, Yên Bái đang lên. Lũ trên sông Lô, Tuyên Quang, Phú Thọ, sông Cầu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, sông Thương, Bắc Giang, Sông Thái Bình, Hải Dương, sông Hồng, Hà Nội, sông Hoàng Long, Ninh Bình đang lên. Sông Lục Nam, Bắc Giang đang xuống chậm. Đêm ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cấp, các ngành căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động kiểm tra, giả soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý. Tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông, trên sông biết để chủ động phòng tránh bão, đảm bảo an toàn cùng với đó đài khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị tầng hầm của một số tòa nhà chung cư nhà dân nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ ngập sâu từ 0,2 đến 0,5 mét có nơi trên 0,5 mét kéo dài từ 30 đến 60 phút sáng ngày 10 tháng 9 đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo mưa lớn lũ và cảnh báo tác động đến thành phố Hà Nội dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường. Từ sáng sớm ngày 10 tháng 9 đến sáng ngày 12 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 80 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Cũng trong buổi sáng ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội báo động 2 trên sông Nhuệ và hồi 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9. Tại địa phận các xã Vende thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa. Những đơn vị ở địa phận trên và các ngành cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh quy định khi có lệnh báo động 2. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc còn mưa lớn, lũ dâng sau hưởng nắng. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 9, Thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn thời kỳ đầu và lũ trên các sông đang dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi. Khoảng từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, mưa giảm và hưởng nắng, tăng nhiệt. Cụ thể, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 9, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Bộ, hôm nay ngày 10 tháng 9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời kỳ này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Dự báo chi tiết trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 9, cơ quan khí tượng cho biết, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ sáng đến đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ 40 đến 80 mm cục bộ có nơi mưa trên 150 mm, riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Ngày và đêm mai 11 tháng 9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An từ sáng đến đêm nay cũng có mưa to đến rất to và giải rác có rông với lượng mưa từ 50 đến 120 mm cục bộ có nơi trên 300mm. Ngày và đêm mai, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều tối và tối hôm nay, ở khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Ngày và đêm ngày 12 tháng 9, ở khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn lượng mưa từ 20 cho đến 60mm. Cục bộ có nơi trên 100mm. Riêng thời tiết Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 có mưa, mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to và rông. Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9, khu vực có mưa rào và rông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào tối và đêm. Ngày có lúc giảm mây trời nắng nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày đầu từ 28 đến 31 độ, sau phổ biến từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 23 đến 26 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt ở đất trên sườn dốc. Trong một diễn biến khác, do tác động từ hoàn lưu sau bão số 3 Yagi, các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc đang chịu một đợt mưa lớn và lũ trên các sông dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi. Cơ quan khí tượng cho biết Mực nước lúc 7 giờ sáng nay trên sông Thao tại Yên Bái là 35,32m, trên báo động 3, 3,32m, trên mức lũ lịch sử năm 1968, 34,42m, trên sông Cầu tại Đáp Cầu 6,12m, dưới báo động 3, 0,18m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,65m, trên báo động 3, 0,35m, sông Lục Nam tại Lục Nam 6,53m, trên báo động 3, 0,23m, sông Lô tại Tuyên Quang 26,02m, trên báo động 3, 0,02m. Sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,6 m trên báo động 2,1 m; sông Thái Bình tại Phả Lại 5,07 m trên báo động 2,07 m; sông Hồng tại Hà Nội 9,02 m dưới báo động 1,48 m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống; tại Bảo Hà biến đổi chậm; tại Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức lũ lịch sử; tại Phú Thọ đạt mức trên báo động 1; lũ trên sông Lô và sông Cầu tiếp tục lên mức báo động 3; sông Thương biến đổi chậm ở mức trên báo động 3. Trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3, trên sông Thái Bình tiếp tục lên vượt mức báo động 2, trên sông Hoàng Long tiếp tục lên trên mức báo động 2, trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh đạt mức báo động 1 trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà sẽ xuống chậm, tại Yên Bái biến đổi chậm và duy trì trên mức lũ lịch sử. Tại Phú Thọ trên mức báo động 1, trên sông Lô, sông Thương và sông Cầu biến đổi chậm và duy trì ở mức báo động 3, sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức báo động 3 trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3. Sông Hoàng Long tiếp tục đạt mức báo động 3, đặc biệt lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh đạt mức báo động 2. Do mưa lớn sau bão Yagi kết hợp cùng lũ thượng nguồn đổ về sông Bùi, sông Tích, nhiều ngôi làng ở xã Cân Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội lại chìm trong biển nước. Người điều khiển ô tô xe máy đi qua tỉnh lộ 421B phải tăng ga phóng qua đoạn ngập. Ảnh hưởng do bão số 3 Yagi, những ngày qua Hà Nội có mưa lớn, ngày 9 tháng 9, xóm Bến Vôi, xã Cân Hữu, huyện Quốc Oai lại chìm trong biển nước. Xóm này vừa bị ngập vì mưa lớn nhiều ngày cách đây hơn một tháng. Chiều qua, nhiều nơi tại xã nước dâng cao tới 2 mét. Theo báo cáo, lúc 7 giờ ngày 9 tháng 9, mực nước sông Tích tại huyện Quốc Oai là 8,06 mét, trên báo động 3 0,06 mét. Mực nước sông Bùi tại huyện Trương Mỹ là 6,95 mét, dưới báo động 3 0,05 mét trên tỉnh lộ 421B, nước ngập sâu 40 đến 50 cm, các phương tiện vẫn được lưu thông. Tuy nhiên, theo ghi nhận nhiều xe đã bị chết máy khi cố vượt qua dòng nước. Nhà văn hóa thôn Cấn Hạ cách đây 40 ngày cũng bị ngập nhưng sâu hơn lần này. Thời điểm đó thời tiết nóng hơn những ngày sau bão Yagi nên nhiều người dân còn mang phao ra đây bơi lội. Các con ngõ nhỏ dẫn vào nhà trong xóm đều mênh mồm nước, người dân dò dẫm lội, cuộc sống sinh hoạt của họ bị đảo lộn. Hiện nước lũ dâng cao, cô lập xóm nên người dân nơi đây không thể dẫn nước sạch về để phục vụ sinh hoạt. Chị Lê Thành cho biết, thực tế nước bắt đầu dâng cao từ ngày 7 tháng 9, thời điểm bão số 3 hoành hành nhiều tỉnh thành miền Bắc. Sáng mùng 9 tháng 9, học sinh đi học trở lại sau 2 ngày nghỉ cuối tuần có bão. Dù có thể lội với mức nước thấp, đường làng vẫn có rất nhiều đoạn gập gành hố sâu tiềm mẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Trẻ em đi học những ngày này phải có sự giám sát của người lớn. Ông Hạ, người dân xóm Bến Vối cho biết, nước quá lớn, cứ đến giờ con gái đi học hoặc về nhà, ông phải lội ra cọng cháu vì lo ngại nguy hiểm. Dịch vụ treo thuyền đưa người từ cổng xóm vào nhà lại hoạt động như nhiều đợt ngập trước đây. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo do ảnh hưởng giải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp cao lục địa tăng cường từ đêm 9 tháng 9 đến sáng 11 tháng 9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rồng. Mực nước sông Bùi, sông Tích tiếp tục lên. Do đó, xóm bên vối khả năng tiếp tục bị ngập sâu. Thủ tướng, quân đội, công an cấp phát lương thực đến tận tay người dân vùng lũ. Tối ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an, Tài chính và Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và các cháu học sinh sớm được đến trường. Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ 100 tấn gạo từ dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Trong đó, Thủ tướng lưu ý không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Cùng với đó là giả soát, khẩn trương sửa chữa khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân sửa chữa khôi phục trường lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão lũ để các cháu học sinh sớm được đến trường không làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu thủ tướng giao phó thủ tướng hồ đức phước trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này ngày 9 tháng 9, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ có nơi trên 150mm như Tân Phượng 2, Yên Bái 182,4mm, Trung Lèng Hồ, Lào Cai 163,4mm, Nấm Dần 2, Hà Giang 262,6mm. Đầm Hà Quảng Ninh 168,6 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ đêm nay đến ngày mùng 10 tháng 9 tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm mùng 10 tháng 9 đến 11 tháng 9, khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40 đến 80 mm cục bộ có nơi trên 100mm. Ở khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, từ đêm mùng 10 tháng 9 đến 11 tháng 9 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Ngoài ra, trong tối mùng 9 tháng 9 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20 mm có nơi trên 50 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh từ đêm 11 và ngày 12 tháng 9 mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có xu hướng giảm dần khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ 20 đến 60 mm có nơi trên 100 mm Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xét ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ ở cấp 2. Tối ngày 9 tháng 9, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, các sông nhỏ ở khu vực miền núi phía Bắc đang ở mức báo động 2 và báo động 3. Đây là mức báo động cao, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong đêm nay và ngày mai. Các tỉnh có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét là lào cai yên bái hà giang cao bằng lạng sơn và lai châu hiện nay do ảnh hưởng của lũ rất nhiều khu vực vùng núi phía bắc bị ngập lụt diện rộng theo ông đại trong đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa lớn trên khu vực miền núi phía bắc người dân cần tránh di chuyển hoặc di chuyển đến nơi an toàn đặc biệt chú ý chỉ đạo của các cơ quan phòng chống thiên tai và chính quyền địa phương tuân thủ công tác di dân để đảm bảo tính mạng trong thời gian nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Thành phố Nam Định ngập úng, người dân vội vàng chạy đồ trong đêm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Ghi nhận của phóng viên, tại tỉnh Nam Định, đêm mùng 9 tháng 9 dạng sáng ngày mùng 10 tháng 9 xảy ra mưa lớn diện rộng. Riêng tại thành phố Nam Định, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường như Lê Hồng Phong, Quang Trung, Trần Bích San, Đỗ Huy Dừa, đồng thời nhiều tuyến phố đã bị cắt điện. Trao đổi với phóng viên trong đêm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định cho biết, theo đánh giá sơ bộ, lượng mưa đêm nay vào khoảng 300-400mm, đến trận mưa lịch sử này đã khiến thành phố Nam Định xảy ra ngập diện rộng. Hiện tại, các trạm bơm đều đang hoạt động hết công suất để cố gắng tiêu nước càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, do tất cả cống rãnh, mặt đường trong thành phố đều bị ngập nặng, cộng thêm chiều cường, nước lũ ngoài sông dâng cao khiến công tác bơm thoát nước gặp nhiều khó khăn. Vội vàng di chuyển đồ đạc, ông Vũ Văn Hà, 62 tuổi, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định cho biết Chưa bao giờ tôi thấy ngập kinh khủng thế này, mới mưa chưa đầy 2 giờ mà nước đã tràn vào nhà. Do ngập úng giữa đêm lại mất điện nên gia đình tôi không kịp thu dọn đồ đạc, có lẽ nhiều tài sản như tủ lạnh, xe điện sẽ bị hư hỏng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay khi xảy ra mưa lớn, thành phố đã gấp rút chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hỗ trợ người dân tại địa chỉ 181 và 207 phố Hoàng Văn Thụ, di rời sang trạm y tế ngay trong đêm do những nhà tạm này đã xuống cấp, có nguy cơ yếu sập. Đây cũng là những hộ dân thuộc diện phải sơ tán, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định cho biết thêm. Ngày 9 tháng 9, nhà anh Nguyễn Văn Thọ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị sập do sạt lở đất, khiến cháu Nguyễn Thanh Tâm 14 tuổi bị mắc kẹt. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tiến hành giải cứu cháu bé. Sau hơn 2 giờ bị mắc kẹt, cháu bé đã được giải cứu thành công. Hiện cháu bé vẫn tỉnh táo, bị thương ở vùng chân và được lực lượng cảnh sát cơ động đưa đi cấp cứu. Do ảnh hưởng của bão Yagi, cơn bão số 3, một số khu vực tại tỉnh Quảng Ninh có tình trạng ngập nặng, các phương tiện giao thông không thể vào được. Lực lượng cảnh sát cơ động đã hành quân bộ và nhà dân để đưa bà con tới nơi tránh trú an toàn. Song song với đó, lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã khẩn trương cùng nhân dân chống lũ. Nước lũ dần rút, người dân thắp đèn giúp nhau gặt lúa trong đêm. Mới đây, hình ảnh người dân tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La thắp đèn giúp nhau gặt lúa trong đêm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ trước sự vất vả của người nông dân trong mùa lũ, đồng thời gửi những lời động viên đến người dân. Sáng ngày 10 tháng 9, trao đổi với Vietnamnet, ông Lò Văn Thoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Chiến cho biết, Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều khu vực của xã bị cô lập hoàn toàn. Hơn 150 hecta đất nông nghiệp trồng hoa màu bị ngập úng. Theo ông Thoa, đêm hôm qua ngày 9 tháng 9, bà con bản lọng cang thắp đèn hỗ trợ nhau gặt lúa trong đêm khi nước bắt đầu rút. Đến sáng nay, nước đã rút được khoảng 2 mét. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ rất phức tạp nên người dân phải tranh thủ thời gian. Khi nước xuống, địa phương đã đi vận động bà con nhân dân tại các cụm dân cư giúp đỡ nhau tranh thủ gặt lúa, nếu không lúa sẽ hỏng. Trước khi bà con xuống đồng, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát để đảm bảo an toàn. Chiều ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác của chính phủ đã kiểm tra tình hình mưa lũ tại Lào Cai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản của tỉnh Lào Cai và cho biết Chính phủ cũng đã chủ động có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiệt hại do bão số 3 gây ra. Quan điểm chỉ đạo là sớm khắc phục các nơi bị chia cắt, cô lập, đảm bảo an toàn tính mạng, không để tình trạng người dân đến những nơi nguy hiểm và đảm bảo tính mạng cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Lào Cai cần quan tâm sử dụng hiệu quả lực lượng tại chỗ. Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu của bão, Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực trong chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của cấp ủy Đảng chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Lào Cai và sẽ có nhiều ý kiến kiến nghị với chính phủ và các bộ ban ngành. Thời gian tới, chính phủ sẽ xem xét có những hỗ trợ cụ thể giúp tỉnh Lào Cai sớm khắc phục hậu quả, phát triển kinh tế xã hội Sớm ổn định đời sống người dân. Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của Hàn lưu bão số 3 với phó thủ tướng và công tác đoàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết. Nhiều nơi tại Lào Cai có mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều giờ, gây lũ trên các sông, suối, sạt lở đất, đá làm thiệt hại về người và tài sản, hoa màu của người dân. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai có 16 người chết. 12 người mất tích, 15 người bị thương, hơn 1.200 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 892 ha lúa, hơn 475 ha ngô và hoa màu, trên 28 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, cuốn trôi 15 con trâu, có 72 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt, sạt lở, 12 trên 16 tuyến đường bị chia cắt, chưa khắc phục được. 129 xã, và 42% số dân toàn tỉnh mất điện. Trong đó có 3 huyện Simacai, Mường Khương, Bắc Hà bị mất điện hoàn toàn. Ngoài ra, 981 trạm biến áp bị hỏng, ảnh hưởng, 11 trạm cấp nước bị ảnh hưởng, 52 trên 938 tuyến cáp đứt bị ảnh hưởng đang khắc phục, 165 trên 1221 trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc. Ước tính thiệt hại về kinh tế ban đầu khoảng trên 100 tỷ đồng. Hiện còn rất nhiều thiệt hại khác như ô tô, xe máy, trang thiết bị của nhân dân, các doanh nghiệp bị thiệt hại, các địa phương đang tiếp tục thống kê. Tính đến 18 giờ ngày 9 tháng 9, đã có 71 người chết và mất tích, 49 người chết, 22 người mất tích do bão và hoàn lưu bão Yagi gây ra. Theo báo cáo của Cục Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, bão Yagi và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, 26 tỉnh, thành phố, gây mưa rất lớn từ 200 đến 400 mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên mưa 400 đến 600 mm. Mưa lớn sau bão lũ gây lũ quét sạt lở đất, nghiêm trọng nhất là tại Cao Bằng huyện Nguyên Bình, Lào Cai, thị xã Sapa và các huyện Bát Sát, Simacai, Bắc Hà, Hòa Bình, huyện Đà Bắc, Yên Bái, các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang. Lũ trên báo động 3 xuất hiện ở thượng lưu sông Lục Nam, Bắc Giang, sông Thao, Lào Cai, Yên Bái, sông Thương, Lạng Sơn, sông Gâm, Tuyên Quang. Trong đó, lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tương đương lũ lớn năm 2008. Theo báo cáo của các địa phương, đã có 71 người chết, mất tích, 49 người chết, 22 người mất tích do bão và hoàn lưu bão gây ra. Cụ thể, Cao Bằng có 8 người chết, 13 người mất tích. Con số này chưa tính 16 người trên một chiếc xe khách bị cuốn trôi. Trên xe có khoảng 20 người đã tìm thấy 4 thi thể. Lào Cai có 24 người chết và mất tích, 18 người chết, 6 người mất tích, gồm Bắc Hà 6 người, Sapa 6 người, Bát Sát 7 người, Simacai 4 người, Văn Bàn 1 người, Quảng Ninh có 9 người chết, do bão 8 người, lũ cuốn 1 người. Các địa phương Hải Phòng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang đều có người tử vong do bão lũ. Số người bị thương do bão lũ cũng lên đến 732 người, Quảng Ninh 536, Hải Phòng 81, Hải Dương 5, Hà Nội 10, Bắc Giang 4, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 9, Lào Cai 9, Yên Bái 4, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2. Về sự cố sập cầu Phong Châu trên sông Thao, Phú Thọ. Theo báo cáo của tỉnh, trên cầu có 5 ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, gồm 1 xe tải đầu kéo, 1 xe tải và 3 xe ô tô con, 4 xe máy, 4 xe máy xăng và 1 xe máy điện với tổng cộng trên 10 người. Theo Cục Đê Điều và Phòng chống thiên tai, mặc dù bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11 tháng 9 tại các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc, để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, tại sự cố cầu Phong Châu, Phú Thọ và mất tích do lũ quét sạt lở đất tại Cao Bằng, Lào Cai. Đối với khu vực miền núi phía Bắc, tập trung sơ tán người dân tại khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất, kiểm tra sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa sung yếu đã đầy nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3. Chiều ngày 9 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp. Bão số 3 là bão lớn nhất trong 30 năm trở lại đây ở Biển Đông. Riêng trong năm 2024, thế giới ghi nhận đến thời điểm này là cơn bão có sức gió mạnh nhất vì vậy khi đổ bộ vào Việt Nam gây thiệt hại hết sức nặng nề do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão gió giật rất mạnh đã làm nhiều nhà ở bị hư hỏng cột điện hạ thế bị gãy đổ nhiều cửa hàng trụ sở trường học bị tốc mái hư hỏng nhiều biển hiệu quảng cáo cột viễn thông trạm phát sóng di động bị gãy đổ cây xanh đô thị bị bật gốc gãy đổ trên các tuyến đường tại các tỉnh thành phố Quảng Ninh Hải Phòng Hải Dương Hà Nội vân vân các địa phương đang tiếp tục ra soát thống kê thiệt hại. Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện văn phòng trung ương Đảng báo cáo nhanh tình hình thiệt hại sau bão số 3, bộ chính trị đã thảo luận đánh giá công tác phòng chống lụt bão những ngày qua, xem xét các nguy cơ có thể xảy ra và chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay trước mắt cũng như công việc cần phải chuẩn bị về lâu dài. Tinh thần chỉ đạo thống nhất là toàn hệ thống chính trị và nhân dân không được chủ quan, tăng cường cảnh giác, chủ động các phương án đối phó với diễn biến bất thường nguy hiểm của thời tiết, huy động tối đa các nguồn lực để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống của nhân dân. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân, tất cả vì cuộc sống của nhân dân là trên hết. Trước hết, Bộ Chính trị Ban Bí Thư yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tập trung cao độ thực hiện kế hoạch và phương án khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra với 5 mục tiêu. Thứ nhất, Tập trung cao độ cho việc cứu người, ra soát tìm kiếm người mất tích, cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng, lo hậu sự cho những người xấu số. Thứ hai, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh. Thứ ba là khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Thứ tư là thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả kịp thời. Thứ năm là ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụp lún, vân vân. Phát biểu kết luận của họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt bộ chính trị, ban bí thư biểu dương tinh thần nỗ lực quyết liệt của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành địa phương, các lực lượng quân đội, công an và nhân dân trong triển khai phòng chống bão số 3 vừa qua. Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đã tích cực tuyên truyền góp phần cảnh báo và để nhân dân chủ động ứng 응 phó từ sớm từ xa. Tổng bí thư Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới người thân, gia đình, các đồng chí đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ, chia sẻ với những mất mát đau thương của các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thiệt hại nặng nề do bão số 3. Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và các lực lượng để ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trước mắt, các địa phương vùng bị ảnh hưởng bão hạn chế các hoạt động khác, tập trung cho việc cứu trợ cứu nạn, triển khai các phương án tiếp cận người dân để hỗ trợ đồ ăn, nước sạch, giúp đỡ người dân vượt qua thời gian khó khăn. Sử dụng các phương tiện biện pháp để tiếp cận nhanh những vùng bị chia cắt do lũ lụt. Bên cạnh những việc đã phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ, từng bộ ngành địa phương các lực lượng phải chủ động bám sát để thực hiện, không chờ đợi sự chỉ đạo, hỗ trợ. Các địa phương trong cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ các địa phương đang gặp khó khăn, trong đó phân công rõ ràng việc hỗ trợ đối với các địa bàn trọng điểm về thiệt hại, nguy hiểm. Cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói, hỗ trợ kịp thời gia đình khó khăn có người già, trẻ nhỏ, người ốm đau, vân vân. Bên cạnh việc kịp thời hỗ trợ chăm lo đời sống của người dân, cần quan tâm đầy đủ về phương tiện, đồ dùng thiết yếu, thực phẩm đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tiếp tục kiểm tra cầu cống đê điều, phát hiện những vùng nguy cơ cao bị sạt lở để gia cố kịp thời. Các địa phương cần phối hợp tốt trong việc xả lũ, khẩn trương khắc phục giao thông, thông tin liên lạc, điện lực tiếp tục huy động lực lượng quân đội công an y tế giao thông tập trung cứu trợ cứu hộ cứu nạn nhất là các vùng khó khăn khôi phục các cơ sở y tế giáo dục đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm lưu ý cần huy động sự chung tay của toàn xã hội tổ chức cuộc vận động quyên góp hỗ trợ người dân doanh nghiệp các địa phương bị ảnh hưởng của mưa bão tiếp tục công tác tuyên truyền cập nhật tình hình nhanh đến nhân dân để chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Phát huy vai trò lực lượng quân đội, công an trong tham gia cứu trợ nhân dân, phải chuyển tận tay đến những người dân những nhu yếu phẩm cần thiết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Quân đội điều 350 người dựng lều dã chiến tìm kiếm nạn nhân sập cầu Phong Châu. Đại tá Trần Nho Lương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng vũ trang tỉnh đã điều động 350 người cùng nhiều trang thiết bị để tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Chiều ngày 9 tháng 9, tại đầu cầu Phong Châu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an và quân đội đã điều động phương tiện dựng lều giã chiến để sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu. Đại tá Trần Nho Lương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết. Ngay sau khi nhận được tin báo, ban đã báo cáo lãnh đạo quân khu 2 để điều động lực lượng, trang thiết bị đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Riêng tại lực lượng vũ trang của tỉnh, tại điểm đầu cầu Phong Châu đã có 350 người ứng trực cùng 5 xuồng cao tốc để sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, đại tá Trần Nho Lương nói. Ngoài điểm cầu Phong Châu, còn tại huyện Cẩm Khê, lực lượng vũ trang tỉnh cũng bố trí một xuồng cao tốc và 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự huyện để thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, lãnh đạo quân khu 2 chỉ đạo chúng tôi phối hợp với Lữ đoàn 543, Công an tỉnh Phú Thọ để thiết lập một sở chỉ huy nhẹ để kết nối thông tin thông suốt với quân khu, Đại tá Trần Nho Lương cho biết. Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, tại thực địa, nước đang chảy rất xiết. Nước đang chảy rất xiết nên mọi công tác cứu nạn, cứu hộ chưa thể triển khai. Khi nào thời tiết ổn định, nước rút bớt thì công tác cứu nạn, cứu hộ mới được tiến hành, đại tá Trần Nho Lương nói. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng, nối huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đã bị cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính. Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn ban đầu. Còn theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng đã đưa tổ công tác của đơn vị tham gia công tác cứu nạn cứu hộ. Tổ công tác gồm 33 cán bộ, chiến sĩ, 6 ô tô và một xuồng máy. Tổ công tác của cục cảnh sát giao thông đã tiến hành hạ một xuồng máy tại khu vực xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, cách hạ lưu cầu Phong Châu khoảng 3 km để sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ 02 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18 300 kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Tại thời điểm sau xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã cứu, đưa 3 người bị thương tới cơ sở y tế. ngày 9 tháng 9, tại khu vực cầu Phong Châu thuộc địa phận huyện Tam Nông, có nhiều người thân ngồi ngóng tin tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu. Ở bên kia bờ của cầu Phong Châu thuộc địa phận huyện Lâm Thao, anh Lương Ngọc Ánh, 25 tuổi, chú khu 1 xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy. Và cả gia đình anh đang ngóng chờ tin tức của bố, mẹ là ông Lương Xuân Tê và bà Tạ Thị Hờ. Anh Ánh cho biết, sáng nay, bố mẹ anh đi khám bệnh, mua thuốc ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao. Khoảng hơn 9 giờ thì bố mẹ anh bắt đầu về nhà. Theo anh Ánh, qua kiểm tra dữ liệu camera ghi lại, bố mẹ anh đi qua cầu đúng vào thời điểm cầu bị sập, cuốn trôi. Cả nhà tôi đang túc trực tại hai bên đầu cầu Phong Châu để ngóng chờ tin tức về bố mẹ tôi anh ảnh chia sẻ. Sáng ngày 9 tháng 9, ngồi lọt thỏm trong góc hàng tạp hóa gần cầu Phong Châu, bà Đinh Thị Mai, 42 tuổi, quê Tân Sơn, gần như kiệt sức vì khóc thương cháu gái, nghi mất tích trong vụ sập cầu. Bà Mai chia sẻ, cháu gái là Nguyễn Hà C, 19 tuổi, sáng nay khoảng 9 giờ có chở theo bạn cùng tuổi, đi từ nhà ở huyện Tân Sơn đến thành phố Việt Trì để bắt xe khách vào thành phố Đà Nẵng, tiếp tục trở lại trường đại học. Mấy hôm mưa bão, gia đình ngăn không cho cháu đi, Cháu cũng xin phép nhà trường và được đồng ý sau bão tan sẽ vào Đà Nẵng, bà Mai kể. Theo bà Mai, khi cháu ra khỏi nhà khoảng 1 giờ thì bà đọc tin cầu phong châu sập. Linh tính chẳng lành nên ngay lập tức, bà gọi điện cho cháu gái thì không thể liên lạc. Cả bạn đi cùng xe máy với cháu C cũng mất liên lạc. Từ lúc 10 giờ sáng đến nay tôi vẫn chưa liên lạc được với cháu, bà Mai nói. Về trường hợp cháu C mất tích, bà Mai cho biết... Vì mẹ cháu đang từ trong Tây Nguyên gia nên bà thay mặt gia đình trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Đi từ nhà thì chị cũng không nhớ rõ là mấy giờ mà tầm 9 giờ hơn một tí thì đấy thì lúc tầm hơn 10 giờ thì người nhà là người nhà, nhà lướt Facebook thì thấy sập cầu thì bà cháu vừa mới đi xong để gọi thử xem cháu qua cầu ấy chưa. Cầu sập rồi, qua cầu ấy chưa từ lúc cứ là mất liên lạc cả hai hai bạn cả một bạn nó đắp nông cả một bạn gái chở đắp nó ở tam nông theo báo cáo sơ bộ của tỉnh phú thọ tại thời điểm cầu phong châu bị sập trên cầu có 5 xe ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông gồm một xe tải đầu kéo, một xe tải và ba xe ô tô con, bốn xe máy, ba xe máy xăng, một xe máy điện với tổng cộng trên 10 người. Giám đốc Công an Phú Thọ không loại trừ vật trôi và đập gây sập cầu Phong Châu. Chiều ngày 9 tháng 9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đi thăm hỏi, động viên các thân nhân của người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Tại đây, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ngay từ khi nhận được tin vụ việc xảy ra, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, hiện tại nước sông đang chảy rất xiết, các lực lượng cứu nạn cứu hộ chưa thể triển khai, kiên quyết là phải đảm bảo an toàn thì mới tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói qua cái 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 thông tin trích, trích xuất từ các cái hệ thống cam của các hộ uh, nhà dân và các cái cam hành trình uh, thì hiện nay thì con số chính xác thì uh, hai đầu cầu nó có cộng lại thì nó cũng, chúng tôi đang uh, trích xuất và cố gắng từ giờ đến đêm nay qua các cái tin báo của người dân thì với số lượng chính xác uh, bước đầu thì là có có vài ô tô và vài xe máy đi trên cầu và ngay vừa rồi tôi vừa nhận thông tin thì cũng là có chính xác lại có hai ba xe máy à, hai ba ô tô là khi mà phát hiện ra thì quay lại chỉ có một, một hai ông bà già để đi xe máy và một, hai cháu nhỏ là hai cháu 19 tuổi là chắc chắn là là là, 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 là là là, bị gặp nạn từ giờ đến đêm mai thì chúng tôi mới có qua các cái tin trình báo của người dân qua vào đường dây nóng của công an tỉnh thì lúc đấy thì mới có cái thông tin chính xác được xin thông tin các anh, chị. Thưa ông là cái lực lượng mà trực để cứu hộ cứu nạn là gồm những lực lượng nào ạ? À, chúng tôi gồm có lực lượng là cảnh sát phòng cháy chữa cháy để cứu hộ cứu nạn, cảnh sát giao thông, à, quân đội cũng huy động các lực lượng và đặc biệt là à, các cái lực lượng ở địa phương cũng sẵn sàng ứng trực ở các cái vùng khu vực hạ lưu để mà trong trường hợp mà khi mà có các nạn nhân mà à, trôi giạt về phía hạ lưu thì có thể là là là, là, là tìm kiếm. Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đơn vị đã có phương án giả soát toàn bộ các cầu, cống trên địa bàn. Với tốc độ dòng chảy, tình hình xả lũ như hiện nay, chúng tôi sẽ có phương án phân luồng hoặc tạm đình chỉ, cấm lưu thông. Ví dụ như cầu Trung Hà, ngay trong chiều nay, đơn vị sẽ phối hợp với Cục Đường Bộ Việt Nam để có phương án cấm các phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nói. Ông Tuấn cho rằng, nguyên nhân của vụ sập cầu sẽ được các lực lượng điều tra, làm rõ, nhưng cũng không loại trừ tình huống có vật trôi theo dòng nước và đập với mố cầu gây sự cố. Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ 2 phút ngày mùng 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18 300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thào thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Tại thời điểm sau xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã cứu, đưa ba người bị thương tới cơ sở y tế. Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Thượng úy quân đội hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã có hành động dũng cảm cứu đồng đội và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh. Ngày 8 tháng 9, Ban Thanh niên quân đội Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ Nguyễn Đình Khiêm, sinh năm 1997, đại đội trưởng đại đội 3, lữ đoàn 513. Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã có hành động dũng cảm và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện công điện của Thủ tướng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và những cơ quan chức năng quân khu về triển khai ứng phó với cơn bão số 3, Lữ đoàn 513 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức biện pháp phòng chống bão, đặc biệt là các đơn vị công trình đến 21 giờ ngày 6 tháng 9, mọi công tác chuẩn bị ứng phó đã hoàn thành. Sau đó, khi thấy hệ thống lán trại tại công trình thôn Mạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu có nguy cơ mất an toàn, 8 giờ ngày 7 tháng 9, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh công trình 1, triển khai cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, đại đội trưởng đại đội 3, chỉ huy lực lượng chuẩn bị vật chất sẵn sàng ứng cứu với địa phương và chẳng chống bổ sung bảo vệ lán trại. Thượng úy Khiêm cùng một số cán bộ chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi lấy xong cây trống trên đường cơ động về, thấy đồng đội trật chân có nguy cơ bị cây đè gây nguy hiểm cho những đồng đội khác. Thượng úy Khiêm lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã. Thượng úy Khiêm được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh không qua khỏi. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1997, nhập ngũ tháng 9 năm 2015, quê quán xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý của Trung ương đoàn dành tặng đoàn viên Thanh Thiếu Nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách. Để ứng phó với bão số 3, quân đội huy động gần 500.000 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và hơn 10.100 phương tiện các loại trong đó có hơn 400 xe đặc trùng, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền và 6 máy bay trực thăng. Các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân trăng chống nhà cửa và di rời khỏi khu vực nguy hiểm. Chiều ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại Quảng Ninh để chia sẻ, động viên các đơn vị tổ chức và người dân chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3. Cùng đi với Thủ tướng Phạm Minh Chính có các đại diện lãnh đạo bộ ngành trung ương, báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống bão và thiệt hại tại Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, đây là cơn bão lớn nhất trong nhiều năm qua xảy ra trên địa bàn, có cường độ tăng nhanh và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài, diện rộng. Trong tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt phương án nhiệm vụ phòng chống bão ở mức cao nhất, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 3, huy động gần 3.000 cán bộ chiến sĩ và dung kích phòng chống thiên tai cùng hơn 100 phương tiện. Tuy nhiên, những thiệt hại do bão số 3 gây ra là rất nặng nề. Theo thống kê ban đầu, Quảng Ninh có 3 người chết, 157 người bị thương, hệ thống thông tin liên lạc toàn tỉnh bị ngắt kết nối, mất điện trên diện rộng. Đặc biệt, nhiều phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên địa bàn tỉnh bị trôi giặt, ngay trong cơn bão, các lực lượng thường trực tại tỉnh đã gấp rút tổ chức tìm kiếm trên quy mô lớn, cứu được 46 người. Công tác giả soát tìm kiếm người bị nạn vẫn đang diễn ra. Về tài sản, thống kê sơ bộ tại các địa phương có 2.083 nhà bị tốc mái, nhiều phương tiện vận tải thủy, tàu du lịch, tàu cá bị chìm, trôi giạt; 254 cột điện bị gãy đổ, 70% cây xanh tại các đô thị bị gãy đổ; trên 1.000 ô lồng bè nuôi hầu bị mất, cuốn trôi; 336 ha lúa bị nổ, ngập úng nhiều nhà cao tầng trụ sở cơ quan trường học tại các địa phương bị hư hỏng các lãnh đạo tỉnh quảng ninh bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của chính phủ thủ tướng và các bộ ngành trung ương cùng lực lượng vũ trang đồng thời đề nghị tiếp tục được quan tâm hỗ trợ trong công tác khắc phục thiệt hại sau bão có hướng dẫn cụ thể đối với việc triển khai các dự án công trình khẩn cấp tập đoàn điện lực và các đơn vị viễn thông ưu tiên hỗ trợ xử lý sớm tình trạng mất điện mất mạng viễn thông để nhân dân doanh nghiệp ổn định sản xuất tỉnh cũng mong muốn được triển khai nâng cấp đê Hà Nam hiện đang xuống cấp để bảo đảm an toàn cho hơn 60.000 hộ dân trên 8 xã của thị xã Quảng Yên, được ban hành tiêu chuẩn quy chuẩn đối với các công trình trên biển, trên đất liền có thể chịu đựng được cấp bão cao như cơn bão số 3 ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trực tuyến vào sáng ngày 8 tháng 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo hỗ trợ tạm thời cho Quảng Ninh 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường hỗ trợ này cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở. Tỉnh sẽ tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ, dự phòng theo quy định chung. Sau khi trực tiếp đi nắm bắt tình hình thăm hỏi người dân bị thiệt hại và động viên các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, Công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp bão, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, nhà nước tới tỉnh Quảng Ninh và người dân, những gia đình có người thân thiệt mạng, bị thương, thiệt hại tài sản. Thủ tướng đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh trong ứng phó bão, hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Thủ tướng nhấn mạnh cơn bão có cường độ rất mạnh gây ra hậu quả rất lớn, tỉnh Quảng Ninh vừa phòng chống vừa triển khai công tác khắc phục, song triển khai các công việc phải tính cả trước mắt và lâu dài với quan điểm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không để học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh thiếu nơi khám chữa. Do vậy thủ tướng nêu rõ mục tiêu sớm ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường, cứu chữa những người bị thương, bị nạn, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự chu đáo cho những người xấu số chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão, lũ lụt, sạt lở, tất cả học sinh phải được tới trường. Những nơi đã an toàn thì học ngay, người bệnh phải được cứu chữa kịp thời. Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả bão, gồm cả lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong dọn dẹp, vệ sinh môi trường thủ tướng đề nghị bộ quốc phòng huy động lực lượng quân đội ở các tỉnh thành phố địa phương gần nhất tham gia những công việc có thể làm được tập đoàn evn nhanh chóng khôi phục việc cấp điện các tập đoàn viễn thông khôi phục thông tin liên lạc trong những ngày tới các ngân hàng nghiên cứu phương án cho vay giãn hoãn cơ cấu lại nợ để hỗ trợ người dân doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh cơ quan chức năng nghiên cứu miễn giảm giãn thuế phí lệ phí với người dân và doanh nghiệp ngành giao thông khẩn trương khôi phục các đoạn đường sạt lở sụt lún bảo đảm giao thông thông suốt thủ tướng giao lãnh đạo các bộ ngành hướng dẫn cụ thể các địa phương về cơ chế đặc thù để khắc phục hậu quả thiên tai trong điều kiện khẩn cấp đặc biệt là bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về chỉ định thầu mua sắm trong điều kiện khẩn cấp giao các địa phương triển khai bảo đảm phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí đồng thời nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ với các hộ nông dân nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó bảo đảm an ninh an toàn an dân, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế. Về các kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất liên quan nâng cấp đê Hà Nam. Thủ tướng cũng hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái, phát động phong trào nhân dân hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn vì thiệt hại do bão số 3. Thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên những người bị thương do bão số 3. Yêu cầu tỉnh có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp đối với những người bị thương do tham gia ứng phó, cứu nạn trong bão. Hậu bão số 3 Yagi là lũ quét và sạt lở đất rình rập. Thống kê sơ bộ đã có 8 người chết do ảnh hưởng của bão số 3. Cơn bão được đánh giá là mạnh nhất 30 năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ con thiệt hại về tài sản hiện vẫn chưa thể kiểm đếm. Theo ông Phạm Đức Luận, cục trưởng cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bão số 3 vào bãi cháy tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 14 giật cấp 17, Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cấp 13 giật cấp 14. Đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, ông Luận chia sẻ. Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của bão số 3, tại Hà Nội đã có 2 người chết, Quảng Ninh 3 người chết. Hải Dương ba người chết, còn thiệt hại về tài sản, những nơi tâm bão đi qua đều để lại những khung cảnh tan hoang, hậu quả nặng nề cho thể kiểm đếm ngay trong ngày 7 tháng 9. Trao đổi qua điện thoại, ở Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, nhà tôn mái ngói bay hết. Đến sáng ngày 8 tháng 9 mới có thể kiểm đếm hết những thiệt hại này, ông luận nói. Bão số 3 sau khi đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh, khi di chuyển qua các tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội cũng gây thiệt hại không nhỏ cả về người và tài sản. Hàng trăm cây xanh đổ gãy lan liệt trên các tuyến đường phố. Nhiều công trình, trong đó có hệ thống kính ở trung cư tại Hà Nội cũng bị gió giật vỡ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến hết đêm ngày 7 tháng 9, các khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, vẫn sẽ chịu tác động của gió mạnh từ cơn bão số 3. Theo ông Khiêm, từ sáng ngày 8 tháng 9, khi bão di chuyển sâu vào đất liền và đi về hướng Tây, cường độ sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố nguy hiểm từ mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Ông Mai Văn Khiêm cho biết, trong bão số 3, một số nơi đã có lượng mưa lên đến hơn 200mm trong đêm ngày 7 tháng 9 và ngày 8 tháng 9 các tỉnh khu vực phía bắc, kể cả khu vực đồng bằng trung du miền núi sẽ tiếp tục có các đợt mưa lớn, có nơi từ 150 đến 250 mm. Theo ông Khiêm, với lượng mưa như vậy kéo dài đến ngày 8 tháng 9, cảnh báo mức độ rất nguy hiểm về lũ quét, sạt lở có thể xảy ra. Cụ thể, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục nhấn mạnh đến yếu tố nguy hiểm từ hoàn lưu bão số 3 rất rộng, bao trùm cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong hệ thống mây rộng này, có thể xuất hiện các ổ mây đối lưu gây mưa rông, lốc và gió giật xoáy, còn tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời, ông Khiêm cảnh báo và ngay cả với khu ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, dù bão số 3 đã đi qua, vẫn cần đề phòng hiện tượng sóng cao và nước dâng có thể ảnh hưởng mạnh đến tàu thuyền ven bờ và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Bão số 3 suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và tan dần, nhưng từ ngày 8 tháng 9, rất phải chú ý những cảnh báo nêu trên. Tuyệt đối không được chủ quan, ông Khiêm nói. Tiếp tục cảnh báo hậu bão số 3, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý, đối với vùng miền núi phía Bắc, cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ lụ quét, sạt lở đất để chủ động di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu có nguy cơ xảy ra sạt lở, bố trí lực lượng chuẩn bị vật tư phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông ông luận cũng nhấn mạnh các địa phương cần sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để ứng phó sự cố mất an toàn hồ đập của các hồ đập sung yếu hoặc đang thi công chúng ta phải sẵn sàng vận hành tiêu úng khu vực trũng thấp đô thị và khu công nghiệp mưa bão rất tập trung chứ không mưa dài, có thể mưa 300 mm, có thể mưa 300 mm trong vòng một ngày thì các khu đô thị như Hà Nội, khu công nghiệp sẽ có nguy cơ cao là ngập úng. Chúng ta phải vận hành khẩn trương các trạm tiêu úng. Ví dụ như Hà Nội hiện nay đang vận hành tối đa của trạm bơm tiêu Yên Sở để rút nước đi khi mà mưa về có chỗ để chứa. Ông luận nói Thành phố Yên Bái nước dâng liên tục, người dân chạy lũ trong đêm. Tối ngày 8 tháng 9, lũ quần cuộn đổ về trên sông Hồng chảy qua địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân. Hiện tại, nước trên sông Hồng đang dâng cao trên mức báo động 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập từ 20 đến 60 cm. Cụ thể, đường Thanh Niên và đường Trần Quang Khải, phường Hồng Hà bị ngập sâu trong nước. Đường Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Thái Học, nước bắt đầu dâng đường kè sông Hồng ở khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh, phường Hồng Hà đang đứng trước nguy cơ ngập sâu. Theo dự báo, trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông tiếp tục dâng và dao động ở mức cao. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động các phương án ứng phó, duy trì công tác trực 24 trên 24 cùng với công an, các lực lượng tại chỗ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra. Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng nhiều phương tiện tham gia vận chuyển đồ đạc tài sản giúp người dân đến nơi an toàn. Việc sơ tán người dân được thực hiện từ chiều đến tối ngày 8 tháng 9. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đối qua khu vực Bắc Bộ, nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3. Dự báo từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, ở Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có những điểm trên 400 mm. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16 giờ chiều ngày 8 tháng 9, Mưa lũ do ảnh hưởng bão số 3 đã làm một người chết, 570 ngôi nhà thiệt hại trên 900 hecta cây trồng và sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông. Bão số 3 Yagi là cơn bão rất đặc biệt. Bão hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 16, 17. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến tỉnh Thanh Hóa lên đến 26 tỉnh, thành phố và gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cũng theo ông Mai Văn Khiêm, chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão. Bão số 3 cũng có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông ngày mùng 2 tháng 9 cấp 8 đến hơn 2 ngày sau, bão đã mạnh lên tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày mùng 5 tháng 9. Điều này là tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công tác phòng chống thiên tai luôn được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm liên tiếp ban hành 3 công điện khẩn để chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên tục có cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và 28 tỉnh thành phố Bắc Bộ trên tỉnh Hà Tĩnh và trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo tại 4 tỉnh ven biển từ tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, ngày 7 tháng 9, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tiền Phương tại Hải Phòng và giao Phó Thủ tướng Trần Hùng Hà trực tiếp chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo ứng phó với bão tại Quảng Ninh đến ngày 8 tháng 9, Thủ tướng và các phó Thủ tướng họp trực tuyến và trực tiếp với các bộ trưởng, bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến Thanh Hóa để chỉ đạo công tác khắc phục khẩn cấp hậu quả cơn bão số 3. Để đối phó với bão Yagi, lực lượng chức năng đã huy động 457.469 người ứng phó với siêu bão Yagi. Trong đó, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên Đồng thời quân đội cũng huy động 10.124 phương tiện, 403 xe đặc trùng, 4.773 xe ô tô, 4.942 tàu thuyền, 6 máy bay, sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3. Bão đã làm các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Ngoài ra, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị cuột gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Về nông nghiệp, bão Yagi cũng làm 109.382 ha lúa bị ngập úng thiệt hại, 17.921 ha hoa màu bị ngập úng và 6.902 ha cây ăn quả bị hư hại. Đồng thời, trên 1.100 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, chủ yếu là ở Quảng Ninh. Tối ngày 7 tháng 9, tâm bão Yagi quét qua thủ đô, gây mưa to và rông lốc suốt 7 tiếng. Gió bão giật cấp 10, mạnh chưa từng có 30 năm qua, khiến cây đổ la liệt khắp thành phố Hà Nội. Sau một đêm bão Yagi quần thảo, đường phố Hà Nội tan hoang với hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái tôn. Bão lớn, cây đổ gây mất điện hàng loạt các khu dân cư, cả trong nội thành lẫn ngoại thành Hà Nội. Sống ở Hà Nội gần 30 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trận bão lớn gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Anh Hoàng Anh Minh, nhà ở Tây Hồ chia sẻ, tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng sáng ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, có khoảng 17.000 cây gãy đổ trên địa bàn, trong đó hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ ngổn ngang gây chia cắt các tuyến đường trong nội thành. Bão Yagi quét qua thủ đô làm 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Thành phố Hà Nội ghi nhận 274 nhà dân và công trình khác bị tốc mái nhà lập tôn. 4 nhà mái tôn bị sập, nhiều cột điện bị đổ. Ngoài ra có gần 100 ô tô xe máy bị hư hỏng. Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Yagi. Bí thư Thành ủy Hà Nội bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải tuyệt đối giữ an toàn trong quá trình khắc phục hậu quả do bão gây ra. Duy trì lực lượng và phương tiện xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn đê điều hồ đập. Người đứng đầu thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, sở ngành không được chủ quan, ngay cả khi bão đã đi qua, tập trung khắc phục hậu quả hỗ trợ những địa bàn hộ dân bị thiệt hại nặng nhất là các gia đình cơ sở bị đổ sập nhà ở công trình xây dựng